Chuyên mục kiến thức lịch sử của kênh YouTube Never CLK xin kính chào quý khán giả. Câu hỏi kỳ này: khi chế bồng Nga dâng 10 mâm vàng thì Đỗ Tử Bình ỉm đi cướp làm của riêng, đúng hay sai? Chúng ta cùng thảo luận đáp án dưới phần comment nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Vẫn là remote hay bên ngoài đường? Đâu, em thấy là bán đốc 1 đấy.